Hello, xin chào bạn. Hiện tại mình có mặt tại buổi trải nghiệm chiếc Huawei Mate X, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên ở thị trường Việt Nam. Nói là một buổi trải nghiệm chứ thực ra thì giới truyền thông Việt Nam cũng như là reviewer sẽ không được chạm tay vào chiếc Huawei Mate X này đâu các bạn ạ. Mà chỉ được chị Thủy bên đại diện truyền thông của Huawei sẽ trên tay cũng như là demo cho chúng ta một số những tính năng nổi bật trên chiếc Huawei Mate X này thôi. Thực ra thì mình cũng có ăn gian một chút xíu đó là mình chạm vào cái màn hình của chiếc Huawei Mate X này để xem thử nó là chất liệu gì. Thì sau khi mà chạm thì mình cảm giác đây là một cái chất liệu là poly chứ không phải là kính nhé bạn. Các bạn cũng biết là kính thì làm sao mà chúng ta có thể bẻ được như thế này đúng không? Đấy. Và cái màn hình trên chiếc Huawei Mate X này sẽ có kích thước tổng thể là 8 inch và nó sẽ có độ phân giải là 2200 nhân với 2480 khi mà chúng ta full như thế này. Còn khi mà các bạn không muốn sử dụng một cái màn hình rất là lớn lên tới 80 như thế này thì các bạn có thể gập lại, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái màn hình chính với tỷ lệ là 19.5 chia 9 và nó sẽ có kích thước là 6.6 inch. Còn một cái màn hình phụ ở phía sau thì nó sẽ có kích thước nhỏ hơn là 6.4 inch mà thôi. Và các bạn cũng cần lưu ý đó là cái màn hình phụ ở phía sau á, thì nó sẽ không thể tràn ra sang sát ở cạnh trên nhé bạn, mà nó chỉ ở một khúc thôi. Còn ở phía trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút là nút selfie, thì khi mà các bạn nhấn vào cái nút selfie đó thì nó sẽ kích hoạt cái ba camera ở phía sau để giúp cho chúng ta có thể là chụp selfie, tức là cái Huawei Mate X này sẽ không có camera trước nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là chị Thủy đang demo cho chúng ta là ở phía sau thì nó sẽ có thêm một cái nút bấm nữa, khi nào mà các bạn muốn mở thì các bạn sẽ cần phải bấm vào nút đó, rồi sau đó chúng ta sẽ bẻ từ từ thôi. Thấy em mình thì mình không được chiến tay, mình cũng không được bẻ, nhưng mà mình thấy cái cảm giác mà chị Thủy một người con gái chân yếu tay mềm, nhưng mà cái cảm giác bẻ của nó thì cũng rất là dễ dàng thôi các bạn ạ, không có quá là gì khó khăn cả. Còn về cái thời gian gập, có nghĩa là cái số lượng mà chiếc Huawei Mate X này có thể gập được thì bên nhà Huawei cũng không hề công bố, cho nên là mình cũng không biết là nó sẽ gập được bao nhiêu lần như thế này. Còn bên nhà Huawei thì nói là khi nào mà cái sản phẩm này được bán thương mại ra thì họ sẽ công bố cái thông số đó. Ngoài ra thì hiện tại thì Huawei cũng chưa hề công bố cho giới truyền thông Việt Nam cũng như là một số giới truyền thông ở các thị trường khác, đó chính là tấm nền màn hình cong này sẽ do bên nào cung cấp cho Huawei. Thì hiện tại thì có rất là nhiều những nhà cung cấp như là BOE hay là Samsung vân vân và vân. Thì hiện tại mình cũng không biết là cái màn hình gập này thì do bên nào cung cấp cho bên Huawei. Có một cái điểm nữa mà các bạn cần lưu ý là đây là một trong những chiếc smartphone đầu tiên ở trên thế giới hỗ trợ mạng băng tần là 5G. Tất nhiên thì một cái sản phẩm đến từ nhà Huawei thì nó sẽ không thể sử dụng cái modem đến từ nhà Qualcomm, mà nó sẽ sử dụng cái modem 5G ba lông 5000 gì đó, mà nó sẽ được tích hợp trên cái vi xử lý là Kirin 980. Và theo như Huawei có công bố thì cái chiếc Huawei Mate X này là chiếc smartphone có cái tốc độ truy cập mạng 5G nhanh nhất thế giới ở thời điểm tại. Nói là nói vậy thôi chứ thực ra mình cũng chưa thấy bên nào demo cả, tại vì các bạn cũng biết là mạng 5G mà thì hiện tại nó mới chỉ là manh nha thôi chứ chưa được thực sự chính thức. Và các bạn có thể thấy là hiện tại thì chị Thủy đang bẻ nó này, và nó có tính năng là chia đôi màn hình nha các bạn. Hiện tại thì mình thấy là một số những tựa game á, khi mà chúng ta bật cái chế độ là full màn hình như thế này thì nó sẽ không thể hack map được nha các bạn, mà nó chỉ đơn giản là nó sẽ phóng to giúp cho chúng ta những cái nhân vật ở phía trong game mà thôi. Ngoài ra thì hôm trước mình thấy ở trên mạng thì nó có một cái clip nó chia sẻ về cái tựa game là Liên Quân Mobile hay là Vương Giả Vinh Diệu gì đó mình không nhớ, nhưng mà nó khi mà chúng ta mở full ra thì nó lại bị mất cái phần bản đồ, tức là cái màn hình này chưa được tối ưu hóa cho lắm. Và các bạn thấy đây là cái mặt sau của chiếc Huawei Mate X thì nó sẽ có cụm ba camera sau với độ phân giải lần lượt là 40 MP, 16 MP và 8 MP. Nó khá là giống với chiếc Huawei Mate 20 Pro đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ có camera chính là 40 MP, khẩu là f1.8 này. Chúng ta sẽ có camera hỗ trợ chụp ảnh siêu rộng với độ phân giải là 16 MP và camera tele là 8 MP. Và ngoài cái việc mà chụp camera sau thì nó sẽ còn kiêm luôn nó tính năng là chụp selfie. Các bạn có thể thấy ở trong cái bức hình này thì cái màn hình sau sẽ kiêm luôn nó chính là một cái tấm gương để chúng ta có thể là nhìn được chúng ta đang chụp như thế nào, chúng ta muốn tạo kiểu như thế nào thì nó sẽ y chang như vậy. Đấy, các bạn có thể thấy ở trong cái bức hình này thì chị Thủy đang xoay cho chúng ta. Còn về cái công nghệ sạc thì hiện tại chiếc Huawei Mate X này cũng đang sở hữu cái công nghệ sạc theo như Huawei công bố là nhanh nhất ở thị trường thế giới ở thời điểm tại. Nó sẽ có công suất lên tới là 55W, và cái viên pin của chiếc Huawei Mate X sẽ có hai viên nhé bạn, và tổng thể của hai viên sẽ là 4500 mAh. Đấy, các bạn thấy là đây là cái cổng sạc USB-C của trên chiếc Huawei Mate X thì nó sẽ nằm ở cái điểm G. Cái điểm G này sẽ giúp cho chúng ta cầm cái máy trở nên thoải mái hơn. Và về cảm biến vân tay của chiếc Huawei Mate X này thì nó sẽ được trang bị tích hợp thẳng vào cái nút nguồn ở một bên nhé các bạn.
Về độ dày của chiếc Huawei Mate X này thì theo như Huawei công bố là khi mà chúng ta mở nó toàn bộ ra như thế này thì nó sẽ có kích thước là cái độ dày đó là 5.4 mm, còn khi mà chúng ta gập lại thì nó sẽ có độ dày là 11 mm. Tức là mình sẽ không tính độ dày của cái phần giữ phần ngàm nha các bạn. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cho bạn video trên tay người khác chiếc Huawei Mate X, chứ không phải là trên tay mình chỉ được chạm nhẹ một chút về góc ở màn hình mà thôi. Các bạn suy nghĩ gì về chiếc Huawei Mate X này? Các bạn có muốn sở hữu cái sản phẩm này với mức giá lên tới là 60 triệu đồng ở thị trường quốc tế hay không? Mức giá đâu đó mình nhớ là khoảng là 2.500 đô ấy. Thì các bạn có muốn sở hữu cái sản phẩm này không? Thì các bạn cứ comment ở phía dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!